khi đi từ Osaka đến cái ga Hashimoto, mình sẽ phải đổi một cái tàu nho nhỏ. Và nó, cái tàu này nó sẽ đi dần dần lên núi và lên từng độ cao khác nhau. Thì khung cảnh nó rất là đẹp luôn mọi người, đẹp mê ly, nhìn nè. Đẹp chưa? Đẹp ghê. Đây, ngu được không? Đẹp chưa? Lên đây họ đi với tốc độ chậm hơn để cho mình coi á. Ui trời ơi, đẹp ơi là đẹp luôn. Đẹp quá. Giống như truyện cổ tích luôn ấy. Đang âm 5 độ nè. Thank you.
Bánh này chủ nhà kêu chủ nhà tự làm. Giờ 4 giờ ở trên núi, bây giờ chuẩn bị xuống núi thôi.